Truyện tranh Cậu bé Rồng, tập 200, Mồ hôi rồng. Giờ này sao con chưa ngủ mà lại ra đây làm gì? Ông giết tôi, ông phải đền mạng. Hết trò đùa rồi hả? Vút! Buông gươm xuống. Vút! Không dừng tay thì chớ trách cha à. Lì lợm này. Hứ. Vút. Ông giết tôi, ông phải đền mạng. Da rầm. Nó bị ma nhập đó, chạy mời thầy độc nhãn đi. Được, ta sẽ bắt nó. Tên âm binh kia, dừng tay. Vút. Hứ. Dám đánh ta. Vút. Đẹp. Bịch. Hít hít. Tiên âm binh đi rồi. Thầy giỏi quá. May quá, bữa nay gặp thằng ma dễ ẹt nên mình thắng. Ơ, ai đây? Lúc nãy tại không muốn phá nồi cơm của ông nên ta giả vờ thua. Lần sau mà còn đến đánh ta nữa thì chớ trách. Chớ có dọa ta. Chát. Cốt. Xem đây. Hứ. Đừng có màng mấy tờ giấy của con nít vẽ bậy ra hù ta. Á, à, tôi xin chừa, tôi xin chừa. Ông giết tôi, ông phải đền mạng. Trời, hết con rồi tới vợ xách gươm chém mình. Chạy tới gọi ông thầy đi. Ôi, bữa nay ta đau bụng quá, không đi không được. Cậu Rồng ơi, ma nhập vào bà vợ của tướng quân Trần Hào kìa, cậu tới giúp đi. Râm. Dừng tay. Vì sao người muốn đoạt mạng tướng quân? Ông giết tôi, ông phải đền mạng. Ra ngồi nói chuyện, nếu nghe hợp lý thì ta không can thiệp. Là một người lính. Tôi là cận vệ của tướng quân Trần Hào. Tướng mà giết cận vệ, chắc là có điều ẩn khúc, nói cho ta nghe đi. Chắc là cậu không biết điều này, ở biên giới Tây Bắc của nước ta có một tiền đồ rất lớn. Tiền đồ này ngăn cản các cuộc xâm lấn của hai nước Bắc Quốc và Tây Quốc. Tướng Trần Hào là chủ huy đồn đó. Ông ta là một vị tướng rất giỏi. Một ngày nọ, tướng quân đi đâu mà không gọi mình theo? Đi theo, đề phòng có chuyện gì thì mình bảo vệ được tướng quân. Ơ, tướng quân gặp người Bắc Quốc. Thư do phu nhân của ông viết đây, ông đọc đi. Em đã nhận được rương vàng. Đúng là tuồng chữ của phu nhân. Vậy mình thực hiện kế hoạch tiếp theo. Ông thả gói thuốc này xuống giếng, rồi ông cáo bệnh xin về nhà điều trị. Thế là xong. Chết rồi, tướng quân làm nội gián để quân phương Bắc chiếm đồn, về báo cho phó tướng. Đứng yên. Chúng tôi bắt được tên này đang nghe lén. Ta đâu có bảo người theo ta. Tôi chỉ có ý theo bảo vệ tướng quân. Rất tiếc vì người đã biết việc của ta làm. À, thủ tiêu xác của hắn đi. Về báo mộng cho phó tướng. Chết rồi thì xuống âm phủ, không được đi đâu cả. Tôi bị bắt đưa về âm phủ. Quá phẫn uất, tôi trốn khỏi âm phủ và trở về đồn. Quân trong đồn đi đâu hết? Trong đồn chỉ có vài chục tên lính phương Bắc. Suốt ngày chúng chỉ lò múc nước ở dưới một cái lỗ nhỏ giữa sân đồn. Tôi không biết gì hơn. Và rồi tôi trở về trả thù ông Trần Hào như cậu thấy đó. Quân phương Bắc chiếm đồn để lấy thứ nước gì đó. Con sẽ tìm hiểu. Chú tìm chỗ ẩn náu đi. Đừng tấn công tướng Trần Hào nữa mà lộ chuyện. Chờ xem chúng làm gì với thứ nước đó. Chúng cho nước vào chai rồi đưa đi chỗ khác. Theo xem.
Được nhiều không? Dạ ít hơn được trước. Cho thằng số 41 uống đi. Tốt, vào đó đợi lệnh. Thứ nước gì mà khi uống vào thì biến thành dị nhân vậy? Có lẽ là chúng cần thứ nước đó để làm một đội quân dị nhân. Đội quân đó mà xâm lăng nước ta thì mệt à. Việc trước tiên là phải cắt nguồn nước đó. Biết nguồn nước đó ở đâu mà cắt? Ngươi đi tìm. Biến. Ngươi lội ngược theo mạch nước thì sẽ tìm thấy nguồn nước. Đi đi. Khô ràng, sao kỳ vậy? Á, nước. Xoạt. Lâu lâu mới có một giọt nước, mạch nước gì mà keo kiệt ghê. Xa quá, bắt đầu đói rồi. Cái gì đây? Mạch bị bít rồi. Có nước, chui lên. Ồ, một con rồng ba mắt. Hiểu rồi, đây là chỗ ngủ của con rồng này. Khi ngủ nó chảy mồ hôi xuống đất, mồ hôi ngấm vô mạch nước và chảy vào đòn. Đuổi con rồng đó đi thì sẽ không còn mồ hôi rồng chảy vào đòn. Dẫn ta tới đó. Tới đó cho ta uống vài giọt mồ hôi rồng để ta thành dị rùa cho oi. Dẹp, người uống mồ hôi rồng ba mắt thì giành dị nhân. Rùa mà uống mồ hôi đó sẽ thành rùa lại cái. Vậy thì thôi, theo ta. Cẩn thận, rồng ba mắt đó dữ lắm. Dậy. Da, chát. Rạc, chát. Vút. Da, phụt. Ôi, lưỡi mà cứng như đá. Đau không vậy? Đừng có chọc quê. Ta thấy đánh con rồng ba mắt này hơi khó. Tính cách khác đi. Cách nào? Dụ nó đi chỗ khác. Người đánh sập cái hàng này, nó sẽ đi chỗ khác ở. Vậy là không còn mồ hôi của nó ngấm vào mạch nước là xong chuyện. Cái mặt coi khờ khờ vậy mà thông minh ghê. Rạc. Chạy lẹ. Nó đi chỗ khác rồi. Đi diệt đám dị nhân kia, kiểu chúng tràn qua đây thì mệt à. Tiểu Thiên Long. Hả? Nó trở lại, chết rồi. Không phải con rồng ba mắt, nó là anh Đại Thiên Long của ta. Lâu quá không nghe tin tức gì về anh. Anh đang luyện mắt thần trên đỉnh Thiên Đình Sơn, nhìn thấy em sắp lâm nguy nên anh xuống. Đám dị nhân đó được uống mồ hôi rồng ba mắt rất nguy hiểm, em không đánh được đâu, mình sẽ làm thế này. Tham Thục Quy trở về đồn, chui ngược theo mạch nước lên lần trước. Đến chỗ nào mạch nước bị ngán thì mở một mạch nước khác lên mặt đất. Em đâu có biết đồn thổ mà đào đất. Cầm cái móng của ta để đào đất, làm xong ta chỉ cách tiếp. Chuyện gì khó là có tôi. Ngán rồi. Mở mạch khác. Lên mặt đất rồi. Thông mạch rồi, bắt đầu ở đây nè. Làm cho anh một cái chậu to. Biến. Làm gì mà anh đổ mồ hôi dữ vậy? Lấy mồ hôi rồng trị mồ hôi rồng. Đục một lỗ nhỏ để mồ hôi chảy xuống đồn. Mồ hôi của anh cũng làm bọn lính thành dị nhân, nhưng chúng lại căm thù đám dị nhân kia. Chúng sẽ đánh nhau, tiêu diệt nhau. Phe mình thắng phải không ạ? Không phải nào thắng hết. Cứ đến đó xem thì sẽ thấy. Anh về đây. Ô hô, bữa nay nhiều nước quá. Chừng này đủ cho cả chục đứa uống. Gọi chúng ra. Hình như đám mới không ưa đám cũ.
gừ, chát, âm, chát, âm, âm. Ha ha, hai đứa vừa động vào nhau thì nổ tan cả hai. Chúng sẽ tiêu hết, đúng là có phe nào thắng cả. Âm. Không còn một móng, ha ha. Sao lại kỳ cục vậy? Công việc đang tiến triển ngon lành, nhưng đụng một cái, hỏng hết. Chắc là lông mạch có vấn đề. Tìm lông mạch khác, làm lại. Phá chỗ này đi. Vậy còn đám quân Nam đang bị giam ở đây thì sao? Thủ tiêu luôn. Chết, đừng cho lão phá hang. Ngươi vào tìm họ, đưa họ ra khỏi đây đi. Hô. Dạ. Hứ. Thằng nhóc sao gì, chắc nó là thủ phạm phá mình. Chính là ta, ha ha. Chắc. Soạt. Khùng, đánh cận chiến và dùng cầu liêm. Soạt. Kẹt rồi, chóc. Chát. Khè, ui, ui. Da, hự. Phá phép, âm. Nói, ai chủ mưu vụ này? Là Long Mạch Pháp Sư, ổng có phép tìm Long Mạch rất hay. Ông ta đâu? Vừa mới chạy đi đó. Vậy là ông pháp sư đó biết ở giữa đồn có lông mạch mồ hôi rồng. Đúng vậy, bởi thế nên ổng tìm cách chiếm đồn. Đánh đồn mấy lần không được nên ổng tìm cách mua chuộc tướng quân Trần Hào. Ổng đã thành công. Không ngờ tướng quân Trần Hào lại là người như vậy. Còn kính chào phó tướng. Ta đã rõ mọi chuyện, ta sẽ tâu về triều để xử tội tướng Trần Hào. Tướng Trần Hào đã nhận tội. Ông ấy có nói đã thực hiện việc làm nội ứng cho giặc thế nào không? Ông ta nhận một loại thuốc độc của người phương Bắc, bỏ xuống giếng nước trong đồn. Ngày hôm sau ông ta có bệnh, xin về nhà chữa trị. Mấy ngày sau quân trong đồn đều ngã bệnh vì uống nước giếng có thuốc độc. Tất cả mọi người đều mất hết sức lực, đứng không vững. Thế là quân giặc chiếm đồn. Triều đình xử như thế nào? Tội phản quốc thì mất đầu thôi. Nhờ chú Hiện Hồn về báo oán nên chuyện ấy mới được phanh phui. Vậy là tôi hả già rồi, tôi trở về âm phủ đây. Có lông mạch. Lông mạch chấm dứt ở đây, đào lên cho ta. Có nước nhỏ ra, sư phụ ơi. Ta tìm được mồ hôi rồng, ta sẽ có một đội quân dị nhân, ha ha. Sư phụ ơi, nước có mùi nước mắm, hôi anh à. Để ta theo lên nguồn nước xem sao. Hướng này, cái gì đây? Hả, nước mắm chảy trong lông mạch, chứ không phải mồ hôi rồng. Ha ha, cái này gọi là mắm mạch, chứ không phải lông mạch. Người trời trát ta. Chỉ có cách này mới tìm ra ông. Tìm ta làm chi? Để phá phép tìm lông mạch của ông. Ông có phép đó sẽ tạo ra nhiều dị nhân, nguy hiểm lắm. Vút. Vút. Chát. Đứng dậy. Phép thuộc khá lắm. Âm. Âm. Da. Hứ. Âm. Đồ lì như đá. Người đá khổng lồ biến. Rầm. Eo ôi, thằng nhóc này đáng sợ thật. Chạy thôi. Da, cốt. Bịch. Phá phép. Xì. Xong, hết tìm lông mạch được nữa. Thầy chùa ác nhân, cứ việc chửi cho đã miệng đi. Về thôi. Ủa, sao lại lên trên này? Ở dưới đó chán lắm nên tôi lại trốn lên đây.
tôi muốn theo làm cận vệ cho phó tướng, nói giúp tôi đi. Ha, để con nói. Hơ, vậy là lúc nào ta cũng có một thằng ma bên cạnh hả? Vậy sẽ rất an toàn cho tướng quân. Ê ma, hình như có kẻ đang bò tới đồn mình. Để tôi tìm gì đó. Á ma, nói cho có người biết, ta là ma sói giữ đồn đây. Kẻ nào léo hánh tới đây thì chết với ta. Khỏi càng đánh mà tụi nó chạy hết rồi. Tướng quân ơi, trong đồn có nuôi ma só, tụi em tới là nó thấy liền. Vậy thì rút đi. Có thằng ma giữ đồn, an toàn.